Bây giờ gà, cái nồi gà hầm sả bắt đầu nó sôi rồi nha các bạn. Nó sôi lăn tăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ để sả cây vào. Cái này là sả mình đập dập dập sắc hút và để vào cho nó thơm nha. Rồi mình để thêm nấm hương rừng nha các bạn. Củ hành tím, nấm hương rừng vào. Nấm hương vào đặng cho nó có mùi thơm với nó ra chất ngọt nha. Hôm nay nhà mình có khách nha các bạn, nên mình mới bắt con gà trống làm. Con gà trống này rất là lớn nha. Con gà trống nồi này mình nuôi cả năm trời đó các bạn. Mình cân nó được 3,1 kg nha. Bây giờ mình sẽ làm con gà này để nấu gà nấu sả ớt nha các bạn. Lẩu gà sả ớt. Nguyên liệu nấu gà hầm sả hôm nay thì gồm có nè: một con gà trống 3 kg có cựa rồi nha các bạn, nó lú cựa rồi đó. Rồi gồm có sả nè, củ hành, tỏi, đường, muối, bột nêm. Rồi nửa muỗng bột nghệ nha, ớt hiểm xanh, sả băm, tương ớt. Nhất thiết là phải có sả, tép sả nha các bạn. Đặng một chút mình cắt khúc mình để vô cho nó ngon nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho gia vị vào ướp nha các bạn. Đầu tiên mình cho nửa muỗng cà phê bột nghệ. Rồi bột nêm, bột ngọt, muối. Một muỗng ăn canh đường. Tương ớt nha. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ bắt đầu mình cho củ hành với tỏi vào nha các bạn. Nè, hành với tỏi. Rồi mình trộn đều lên cho gia vị nó thấm nha. Con gà này nè các bạn, mình nuôi lâu lắm rồi đó. Con gà trống thì nó bự con mà thịt nó dễ cắt thôi nha. Thường thường mình hầm sả gà già nó mới ngon, còn gà bơ thịt nó mềm ăn nó ngon. Rồi bây giờ mình trộn lên cho đều nè các bạn. Bây giờ mình để 15 phút đi cho thịt nó ngấm nha, nó thấm gia vị đều cho nó ngon. Trong khi chờ đợi gà thấm gia vị thì mình đi hái rau các bạn nè. Thịt gà sau khi mình ướp rồi nè, đó nè, gà nạc trông rất là ngon nha. Bây giờ thịt gà sau khi nó thấm gia vị rồi, mình sẽ bắt chảo lên làm sao các bạn. Bây giờ mình cho ớt với sả vào. Đầu tiên mình cho dầu, xong mình cho ớt với sả vào, rồi củ hành với tỏi. Cháy lên cho nó thơm nha. Cái món này thì rất cần mùi thơm của sả nha các bạn. Đây là gà hầm sả thì nó phải thơm mùi sả mới được nha. Giờ sả bắt đầu nó vàng nha các bạn. Tỏi sả nó vàng nó thơm rồi đó. Mình sẽ cho thịt gà vào. Nè, thịt gà mình ướp đây nè các bạn. À, rồi bây giờ bắt đầu mình xào lên nha các bạn.
xào lên đặng cho nó thấm gia vị, thịt nó săn lại. Mình xào chừng nào cho da gà nó săn lại là được nha các bạn. Ở dưới quê của mình á, người ta rất thích ăn thịt gà hầm sả nha, nhất là mấy con gà chạy bộ, gà nồi nè. Khi mình hầm sả lên thịt nó dai, da nó hơi giòn giòn, ăn rất ngon nha. Đó là món ăn quen thuộc nhất của vùng quê mình đó. Trong đám tiệc người ta cũng dùng lẩu gà hầm sả nè. Rồi trong mấy các buổi nhậu đó các bạn, người ta cũng thường hay nấu lẩu gà hầm sả. Vì cái món này ăn bún với rau rất là dễ ăn. Nó vừa thơm mùi sả, vừa có hậu cay cay, thơm nồng của ớt hiểm xanh nha các bạn. Ở vùng quê mình ai cũng thích nấu gà hầm sả để ít trái ớt hiểm xanh vô. Ăn nó cũng cay mà nó có mùi thơm đặc biệt của nó. Đó, thịt gà sau khi xào cho nó săn lại rồi, mình cho nước dừa vào nha các bạn nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình nấu lên nha. Bây giờ gà, cái nồi gà hầm sả bắt đầu nó sôi rồi nha các bạn. Nó sôi lăn tăn rồi đó. Bây giờ mình sẽ để sả cây vào. Cái này là sả mình đập dập dập sắc hút và để vào cho nó thơm nha. Rồi mình để thêm nấm hương rừng nha các bạn. Củ hành tím, nấm hương rừng vào. Nấm hương vậy vào đặng cho nó có mùi thơm với nó ra chất ngọt nha. Hôm nay nhà mình có khách nha các bạn, nên mình nấu một nồi lẩu gà siêu to luôn nha. Gà, lẩu gà hầm sả ớt hiểm xanh siêu to. Đây là rau ăn kèm nha các bạn. Đây, đây là nồi lẩu gà hầm sả siêu to của mình nha. Đó, bây giờ thịt gà nó chín rồi nha các bạn. Mình sẽ cho củ cải trắng vào. Rồi củ hành vào nha. Đó, các bạn thấy cái nồi hầm gà hầm sả của mình không? Siêu to không nha. Quay đây cho các bạn thấy nè. Đây, cả nhà hãy cùng thưởng thức với mình nồi lẩu gà hầm sả siêu to, gà nồi chạy bộ. Ăn kèm đột bầu, đột mướp, bông mướp, rau mùng tơi nha các bạn. Hôm nay mình nấu một nồi lẩu này để mình đãi khách nha. Chúc các bạn hãy đón coi khách mình là ai nha. Hôm nay nhà mình có khách nha các bạn. Có chú Ba chợ gạo ghé thăm với chú Bảy đại gia. Đây chú Bảy đại gia nha. Rồi, chú Ba chợ gạo. Chú Ba chợ gạo. À, rồi. Nó chú Ba nước ngoài nữa. Rồi, đây là anh Tám của mình nha các bạn. Đó, hôm nay mình nấu nồi lẩu gà siêu to đi đãi khách nha. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi.
tới trên ba cái đầu. À, cái đó thấy cái mỏng ngón á, mỏng ngón á. Nó giòn giòn thì thấy ngon. Con Milo quá các bạn, nó thấy nhà có khách đó. Rồi nó cũng chạy lưng tưng dưới đất nha. Chú ba chờ gạo xin thưởng thức cho mồi của con gà. Đây chú ba chờ gạo các bạn. Chú ba chờ gạo cũng có kênh là chú ba chờ gạo nghe. Mời các bạn vào xem nha. Tôi tính ấy rồi, tôi nói thôi giờ để tới bữa nắp vỗ rồi cắt hai ba con, mỗi con mấy miếng miếng vậy nè. Đang làm cho nó ngon hơn chứ để cắt con. Các bạn vào xem hãy đăng ký kênh của chú ba chờ gạo để kênh ngày càng phát triển nha các bạn. Cắt con là chuyện miếng 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 vậy nè. Ba cái đẹp 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 thôi. Chú ba chờ gạo xin giới thiệu cái món gà rất là ngon. Ăn ăn cái gà rất là ngon. 6 7 con thì lấy trời. Chú ba chờ gạo này chuyên quay những cái cảnh. Chú ba chờ gạo giới thiệu cái kênh mình đi chú ba chờ gạo. Hay quay những cái cảnh mà ở đồng quê của mình đó. Những cái phong tục của quê hương mình. Với thêm nữa thì có một số hình ảnh của những cái chú chó Nhật. Nó tên là Maki. Cái kia đó Dân đâu? Chú chó Nhật đó, thì nó hiện nó đang ở nước ngoài nha các bạn. Thì hiện giờ thì nó đang ở bên Canada. À, hiện bây giờ là chú chó đó nó đang ở Canada, còn chú ba chợ gạo này cũng ở Canada nên mới về thăm quê hương nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi kênh của chú ba chợ gạo nghe để kênh chú ba chợ gạo ngày càng phát triển. Rồi. Xin thật thật cảm ơn chú ba chợ gạo, cảm ơn tất cả bà con. Rồi, đây. Bà con ủng hộ cho. Cái nồi đấu gà nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui vẻ.